Rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Thanh Xuân Tỏa Sáng. Trong mùa hè với thời tiết oi bức như thế này thì có lẽ đôi khi chúng ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế nhưng đây cũng là mùa mà gợi cho chúng ta những cách phối trang phục trẻ trung và cá tính nhất trong năm, mà không dễ để phối đồ trong mùa hè đâu quý vị ơi. Bởi vì chỉ cần thiếu tinh tế một chút thôi thì bộ trang phục của chúng ta sẽ trở nên luộm thuộm ngay tức thì. Vậy nên cách tốt nhất là chúng ta hãy cùng đến gặp chuyên gia để được tư vấn về những cách phối trang phục trong mùa hè này nhé. Và như thường lệ thì ngay sau đây sẽ là những thông tin thú vị của phong cách hôm nay. Mùa hè, các chị em cùng gia đình của mình thường chọn cách đi biển hoặc đi bơi để giải nhiệt. Chính vì điều đó, những dịp cuối tuần hay lễ, tình trạng chật kín người các nơi đó lại khiến chúng ta vô cùng mệt mỏi, mất cả niềm vui. Vậy ngoài cách đó, chúng ta có thể chọn cách nào để giải nhiệt đây? 1. Khám phá cà phê Băng Đăng tại quận Bình Thạnh hay thị trấn Tuyết tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian hoàn toàn được dựng nên từ băng tuyết nơi đây sẽ giúp bạn được tận hưởng cảm giác nhiệt độ âm hiếm hoi ở những nước nằm xung quanh đường sách đạo. Bạn như lạc vào một xứ sở với mùa đông băng giá để chờ đón nàng công chúa Tuyết được ông già Noel đưa đến bằng cỗ xe tuần lộc. Tất cả sẽ khiến bạn ngỡ ngàng và thích thú. Bạn có thể quên đi cái nóng của mùa hè trong những giây phút ở tại đây. 2. Nếu bạn đảm đang một chút, hãy tự tay làm những món nước giải nhiệt vừa giúp thả cơn nóng mùa hè và lại làm đẹp cho chính mình, như nước ép bí đao, nước trà xanh, nước rau bắp hay từ hoa atiso tươi mua ở chợ. 3. Nếu bạn thường hay thức dậy khi mặt trời đã lên cao thì tốt nhất hãy thức dậy sớm một chút, tản bộ ở công viên, hít khí trời trước khi nắng lên. Bạn sẽ cảm thấy tâm hồn thật tươi mát, ngày nắng nóng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. 4. Bạn cũng có thể tự tạo cho mình một không gian mát mẻ hơn bằng một việc tưởng chừng đơn giản mà không hề liên quan, đó là dọn dẹp lại chính căn phòng của mình sao cho thật gọn gàng và sáng sủa. Một không gian thoáng đãng, thơm tho sẽ cho bạn sự mát mẻ thật sự. Những thông tin vừa rồi mà phong cách hôm nay đã mang lại thật là thú vị phải không quý vị? Và dĩ nhiên là chúng ta đã làm tất cả những điều đó để có một mùa hè mát mẻ rồi. Vậy thì đừng ngần ngại, chuẩn bị để xuống phố tận hưởng mùa hè quý vị nhé. Và tất nhiên chúng ta không thể nào mặc những trang phục của nàng thơ mùa xuân hay là kín mít như mùa đông. Vì vậy, chúng ta hãy cùng đến với chuyên gia để được tư vấn về cách phối trang phục cho mùa hè nhé. Em chào chị Quỳnh Nhi. Chào em. Khách mời ngày hôm nay là nhà thiết kế Đoàn Quỳnh Nhi đến từ nhãn hiệu thời trang Umbrella. Dạ, như đã hẹn thì hôm nay em đến gặp chị và em được biết rằng là chị vừa cho ra mắt một bộ sưu tập mùa hè đúng không chị? Cho nên là em muốn rằng là hôm nay chị sẽ tư vấn cho em cũng như là quý vị khán giả cách để mà chọn trang phục và phối đồ phù hợp trong ngày hè đó chị. Nhi cũng vừa mới ra một bộ sưu tập gọi là Resort 2017 mang tên là Hơ Nàng. Thì cái bộ sưu tập Hơ Nàng này là dành cho những cái cô nàng mà yêu lanh và yêu lụa. Đầu tiên thì Việt Linh nghe thấy khá là thú vị đó chị. Mà bây giờ em rất là thắc mắc một điều rằng là tại sao mình lại chọn cái loại vải đó cho mùa hè này? Bởi vì cái tính chất của linen á là nó có cái khả năng là chống tia cực tím và nó có khả năng kháng khuẩn. Với lại cái cấu tạo và cái cách dệt đặc biệt của linen, nó làm những cái sợi vải lanh á, nó sẽ giúp cho thoáng khí và thấm hút mồ hôi rất là nhanh. Khi mà người mặc, người ta mặc thì cái bộ đồ nó không bị dính sát bết vào da. Chính là cái lý do đó là linen là một cái sự lựa chọn số một trong những cái ngày hè. Em cũng rất là thích cái loại vải như vậy. Khi mà mình mặc mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Cái đó là những cô nàng yêu lanh. Còn những cô nàng yêu lụa thì chị có chọn ra ba cái loại vải. Thứ nhất là vải lụa chiffon dệt từ 100% sợi tơ tằm. Nó rất là mỏng, rất là nhẹ, tạo cho cái người mặc là thoải mái. Cái thứ hai nữa là lụa satin. Lụa thứ ba là cái lụa tuyên, nó dày dặn hơn nhưng mà nó vẫn giữ được cái sự mềm mượt của lụa. Có lẽ đối với một người mà chưa biết nhiều về cách phối đồ thời trang như là Việt Linh á thì sẽ rất là khó để mà chọn và áo hay là quần hay là váy để phối với nhau cho thật là đẹp. Vậy thì chị có thể chỉ cho Việt Linh ngày hôm nay được không ạ? Mình muốn chọn những bộ đồ mà để mặc cho nó có ra một cái phong cách
thì mình nên có sự tư vấn của stylist hoặc là nhà thiết kế để hoặc là những bạn bán hàng mà có một cái kiến thức để mà tư vấn cho khách hàng, thì bạn mới chọn được cái bộ đồ nó vừa đúng với lại phong cách của bạn mà lại toát ra cái tính cách. Ở đây thì Việt Linh thấy rằng là có rất là nhiều mẫu chị để sẵn ở đây rồi. Vậy thì bây giờ Việt Linh sẽ xem qua một lượt để xem là Việt Linh thích nhất mẫu nào chị ha. Em mời em. Ở đây mình có cả quần dài nè, quần ngắn. Mà Việt Linh thấy đa phần là như mình thiết kế chủ yếu là theo phong rộng phải không chị? À, tại vì cái tính cách của cái vải và dành cho mùa hè. Tại mùa hè thì mình cũng nên tránh là mặc những cái đồ mà nó bó sát vào người và nó dính sát vào da thì nó sẽ không có thoáng khí, không có thoải mái khi mà vận động. Thường là mùa hè thì các bạn hay đi dã ngoại, hay đi biển. Cho nên là mình nên là chọn những cái loại đồ nó vừa phải và nó thoải mái nhất. Ví dụ như là Việt Linh thấy gần đây thì các bạn nữ rất là thích những kiểu áo trẻ vai như vậy. Ví dụ như là những cái thiết kế này dành cho mùa hè nó hơi hở ở đằng sau. Nhưng mà khi các bạn phối một cách đơn giản thôi thì bạn nên chọn những cái quần mà nó vẫy crop tốt rồi. Thì bạn không nên là chọn những cái quần cạch trễ. Mình nên chọn cái quần mà nó lưng cao. Lưng cao. Thì nó có cái độ gọi là hở vừa phải mà nó không có phản cảm. Cái kiểu đó sẽ làm cho mình khiến mình là thấy giống như là chân dài hơn. Đúng rồi em. Vừa chân dài mà lại cái eo lại nhỏ nữa. Thì ở trên là cái vòng eo nó ôm vào, nhưng mà ở phía dưới này nó rộng. Thì tạo vô hình chung em sẽ tạo ra em có 3 cái vòng hoàn hảo. Vậy thì bây giờ nè, nếu như mà với những kiểu áo như thế này thì mình sẽ phối với quần hay là váy như thế nào chị ha? Cái kiểu dáng này nó cũng rất là dễ phối. Nó có cái đằng trước mình có thêu một cái hoa rất là nhẹ nhàng. Ở đằng sau thì nó có những cái vạt chém như vậy. Rất là thoải mái nhưng lại không bị hở. Thì ngay cả những cái áo này em có thể phối với lại những cái quần sọt chẳng hạn. Sọt thì em cũng có thể sọt trắng, sọt đủ màu đều phù hợp hết. Hoặc là những cái quần suông khác màu, hoặc là những cái quần màu rêu chẳng hạn. Đây, màu rêu, hoặc là quần ống thụt chẳng hạn. Cái quần ống thụt này nè, những bạn mà có vóc dáng rất là mảnh khảnh, mặt thì nó cân đối lại. Cái người mình cảm thấy nó đẩy đà hơn một chút. Còn những người nào có cái vòng gọi là vòng hông to, cái đùi to, thì khi bạn mặc cái này nó cũng che đi cái khuyết điểm đó. Thì khi mà bạn mặc cái bên trên áo nó vừa phải thì tạo ra một cái phong cách và tạo cho cái vóc dáng mình nó cân đối hài hòa hơn. Việc Linh tưởng rằng là trong mùa hè thì mình chỉ nên mặc những màu sắc rực rỡ và sặc sỡ thôi. Nhưng mà ở đây Việc Linh thấy là có cả những màu nổi và có cả những màu sắc rất là đơn giản. Thì không biết rằng là khi nào thì mình nên chọn màu nổi và khi nào mình nên chọn những phân màu như thế này chị? Chị nghĩ là mùa hè thì nó rất là chói chang và nóng nực. Thì cái nguyên tắc khi mà phối đồ, khi mà em phối nhiều layer thì em nên chọn những cái màu nó tươi sáng hơn. Bởi vì nó tránh là chói nhưng mà đừng có nhiều quá. Thì khi màu chói á, thì mình tránh là có nhiều cái họa tiết hoặc là nhiều layer quá. Với tất cả những chia sẻ vừa rồi của chị thì Việt Linh nghĩ rằng là bây giờ Việt Linh đã có đủ những kiến thức cơ bản để mà có thể chọn cho mình những bộ đồ phù hợp trong ngày hè rồi đó chị. Chị mời em lựa chọn thử một bộ nha. Dạ, rồi bây giờ em sẽ chọn thử nha. Chị Vinh Nhi. Em thấy sao? Em thấy cái bộ vừa nãy em mặc với lại cái bộ này thì em cảm như thế nào? Em cảm thấy rất là, thứ nhất là rất là lạ. Bởi vì là em chưa mặc những kiểu trang phục như thế này bao giờ cả. Nhưng mà em thấy rất là thoải mái luôn. Vải khiến cho em rất là mặc giống như là không mặc. Mà rất là mát, dễ chịu nữa. Đúng rồi.
Thì chị nghĩ là mùa hè thì như chị vừa mới tư vấn cho em á, thì mình nên chọn những cái bộ đồ mà nó form dáng nó vừa phải và nó hơi suôn rộng, và cái chất liệu cũng là nên cho cái sự thoải mái của mình, và nó tạo cho em một cái phong cách là thanh lịch. Cái này là một trong một cái kiểu mà phối đồ rất là đơn giản. Nhưng nếu mà các bạn muốn cho mình có một cái phong cách nó lạ hơn, thì cái bộ này thì bây giờ chị sẽ chọn cho Việt Linh một cái quần thêm nữa, và em sẽ tạo thành một cái phong cách khác. Dạ, em đang rất là tò mò, không biết là nó sẽ như thế nào. Nói thật là em thấy rất là mình giống như một người mẫu thời trang vậy. Vậy là chị thành công rồi ha. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Và ngày hôm nay với những chia sẻ của chị thì không những là với riêng Việt Linh mà chắc hẳn rằng là những khán giả đang theo dõi chương trình đã biết được những cách phối đồ rất là vừa đẹp mắt, vừa dễ nữa. Đơn giản. Dạ, vừa đơn giản nữa, không khó một chút nào cả. Và ngày hôm nay cảm ơn chị rất là nhiều khi đã đến với chương trình và đem lại những thông tin, những kiến thức thật là bổ ích. Thưa quý vị khán giả, với những thông tin vừa rồi và với những gì chúng tôi đã chia sẻ trong ngày hôm nay thì hy vọng rằng là quý vị đã có được cách chọn những bộ trang phục, cách phối đồ phù hợp cho mình và để có được một diện mạo thật đẹp, thật mới và lạ trong ngày hè này quý vị nhé. Còn bây giờ, Việt Linh cũng như là Quỳnh Nhi xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Nguyên tắc phối đồ ngày hè: nên chọn chất liệu mát, thấm hút mồ hôi. Nên chọn trang phục phong dáng thoải mái, màu sắc đơn giản hoặc màu sắc sặc sỡ nhưng kiểu dáng đơn giản và đơn sắc. Có thể phối thêm quần với váy dài hoặc phụ kiện để tạo sự cá tính và độc đáo, nhưng phải tránh được sự rườm rà của kiểu dáng và màu sắc.